đưa xe nhé, còn lúc mà về có xe thì cứ trả xe em tại cửa hàng nhé, xong rồi em đưa mọi người về khách sạn. Như em đưa mọi người thì lấy xe, xong rồi mọi người trả xe, mọi người lại đi về chỗ đấy trả xe nhé. Chắc đấy. Thế thì toàn mình chạy một đường thẳng là duy nhất rồi thôi. Đấy là về khách sạn em rồi, xong rồi về chạy ngược lại về chỗ khách sạn rồi thôi. Cách có cách đâu cũng chơi nhưng mà chỉ khi có 5 phút là đến nơi rồi mà. Mình ở đâu đến chơi hả chị? Rồi mình cho lên xe máy cho bà con dân đi phượt du lịch ở đây, ví dụ như hội này là có phượt đi đường văn này, đó đi xe máy cũng đi đường văn này. Đường văn xa quá chị không đi. Có xa được, kiểu nếu mà đi đấy chị sẽ là 150 cây. Thế chị chịu thôi, đi về 300 cây chết bố.